Không biết từ khi nào, tôi đã có thói quen lang thang giữa những con hẻm ở Sài Gòn như thế này. Có thể là để chụp ảnh, cũng có thể là để giấu mình khỏi thế giới ồn ào ngoài kia, và cũng có thể là để lắng nghe những câu chuyện nơi đây. Ví dụ như có con hẻm mang theo những câu chuyện về một cố nhạc sĩ đại tài. Hay những câu chuyện về sức sáng tạo của tuổi trẻ, rằng giới trẻ Sài Gòn đang thiếu sân chơi như thế nào. Hay là bất chợt bắt gặp một sự phối màu đáng yêu mang đậm phong cách Nhật Bản. Cơ mà lang thang mãi thế này thì đói bụng lắm. Đặc biệt là đôi khi lại lọt vào cái hẻm toàn đồ ăn quê nhà như thế này. Chà, đĩa bánh cuốn này hấp dẫn quá. Phải cúng Facebook một cái mới được. No nê rồi, chúng ta lại tiếp tục thôi. Mưa rồi. Trải nghiệm một cơn mưa bất chợt ở trong ngõ nhỏ Sài Gòn cũng là một điều thú vị đấy. Khi trời về chiều, những con hẻm ở Sài Gòn còn có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là để tránh kẹt xe hay là tắc đường. Còn đó những người cá biệt như tôi thì lựa chọn ngồi lại và ngắm nhìn người ta đi lại. Tiện thể thì làm cốc cà phê và chỉnh ảnh một chút cũng được. Ra hẻm Sài Gòn cũng như Sài Gòn vậy, cũng không ngủ và thậm chí còn nhộn nhịp hơn khi vào buổi tối. Có người đến đây để tìm những quán ăn, tìm đến một vài bông hoa cho người thương, một chút đồ đạc vụn vặt. Còn tôi thì chỉ tìm những bức ảnh và những khoảnh khắc rất Sài Gòn. Với tôi, hẻm Sài Gòn là vậy đó. Một thế giới của những câu chuyện vụn vặt,
của đời thường, của những phút ngẩn ngơ khác biệt. Còn với bạn thì sao? Hẻm Sài Gòn là gì?